Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Biết Gia Đình của trường Hướng Nghiệp Á Âu. Hôm nay tôi này sẽ hướng dẫn các bạn một món thức uống rất là quen thuộc và đẹp mắt, đó chính là món Macchiato hoa đậu biếc. Thì để thực hiện được món này thì chúng ta sẽ có là thành phần trà nhài, hoa khô, hoa đậu biếc. Cái tiếp nữa thì thực hiện được cái hỗn hợp mà mưu phơm ở bên trên thì mình sẽ có là topping, whipping và tí xíu muối và bột nền vanilla. Để tạo cho cái thành phần trà của chúng ta nó được cái độ ngọt tự nhiên hơn thì mình sẽ có hỗn hợp là nước đường. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành là rửa trà. Thì các bạn chúng ta sẽ có 40g trà. Cái tiếp nữa thì mình sẽ có là 20g hoa đậu biếc ha. Chúng ta sẽ cho nước ấm cho chúng ta rửa. Rửa trà để cho cái thành phần trà và hoa đậu biếc này nó trôi đi hết cái tạp chất ở trong trà và hoa, để cho cái nước trà của chúng ta nó được trong và đẹp mắt hơn. Khi mà rửa xong rồi thì chúng ta sẽ đem bỏ đi cái phần nước này. Sau khi rửa trà xong thì mình sẽ cho trà trong những cái bình thủy tinh như thế này. Và chúng ta cho nước ấm vô. Thì các bạn lưu ý rằng là cái nước ấm nếu mà chúng ta pha trà nó sẽ dao động từ 80 cho 90 độ thôi. Thì lúc này sẽ giữ được cái màu trà và cái màu hoa đậu biếc đẹp hơn. Thì cái định lượng này chúng ta sẽ có tầm khoảng là 1,5 lít nước. Khi mà các bạn làm cái món trà hoa đậu biếc này á, tại vì hoa của chúng ta kết hợp với trà để giữ màu của hoa, thì lưu ý là chúng ta nên chọn những cái loại trà tương đối là cái màu nó đừng có đậm quá. Ví dụ như các bạn có thể chọn được trà xanh, hoặc là những cái loại trà mà cái quá trình lên men chậm hơn, chúng ta hạn chế sử dụng mà trà đen, vì lúc này nó sẽ lắng áp đi cái màu hoa đậu biếc không còn tươi nữa. Thì các bạn cứ để như thế này tầm khoảng từ 15 cho tới 20 phút thì chúng ta sẽ có cái hỗn hợp trà. Trong thời gian mà chờ đợi cái hỗn hợp trà của mình á, thì bây giờ mình tiến hành là đánh cái hỗn hợp mưu phơm. Trước tiên thì chúng ta sẽ cho là topping, whipping. Thì mình sẽ có hỗn hợp là topping và whipping mỗi thứ là 200ml. Kế tiếp nữa mình sẽ có bột nền vanilla. Thường á, cái bột này sẽ làm cho cái hỗn hợp mà mưu phơm của mình nó chậm quá trình tan chảy hơn. Thì chúng ta sẽ có 20g. Giờ chúng ta sẽ tiến hành là đánh cho cái hỗn hợp mưu phơm này nó được bông nhẹ lên. Sau khi mà chúng ta đã đánh được cái hỗn hợp mưu phơm này nó quyện vào với nhau, thì cái tiếp nữa mình sẽ cho một tí xíu muối vô. Thì các bạn lưu ý là chúng ta nên cho một ít thôi và nếm vừa vị là được. Tại vì muối thì tùy theo rằng là ở nhà các bạn sử dụng muối thái hay là muối sấy thì nó sẽ có những cái vị khác nhau, vì thế chúng ta phải nếm thử. Ở đây ngày hôm nay tôi đi sử dụng rằng là cái thành phần này là muối thái, thì nó tầm khoảng 1g muối cho nguyên một cái định lượng như thế này. Này các bạn lưu ý là cái mưu phơm này thì chúng ta không đánh quá cứng, vì lúc này quá cứng thì các bạn chế ra nó sẽ không có cái độ mướt của cái mưu phơm. Vì thế khi đánh xong các bạn dỡ cái công cụ đánh cái mưu phơm này lên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chảy giọt xuống như thế này. Tuyệt đối không được cứng và đứng chớp. Nếu mà cứng và đứng chớp lúc này á, cái mưu phơm của mình á, nó sẽ không có đạt cái độ mướt và độ mượt của cái mưu phơm. Sau khi mà các bạn đã đánh xong cái hỗn hợp mưu phơm như thế này thì mình sẽ cho vào trong tủ mát chúng ta bảo quản. Nó sẽ dao động từ 1 cho tới 2 ngày. Thì các bạn lưu ý là chúng ta bảo quản ở nhiệt độ từ 4 cho tới 5 độ C. Và cái gì cho vào trong tủ lạnh bảo quản thì chúng ta cũng phải bọc lắp tích cho nó kín lại, để tránh tình trạng mà nó nhiễm mùi. Thì lúc này cái mưu phơm của mình nó sẽ không còn ngon nữa. Sau khi mà cái trà và hoa đậu biếc chúng ta đã ủ đủ thời gian thì chúng ta sẽ lấy dùng cái rây để mà chúng ta lọc và chúng ta giữ lại cái phần nước và bỏ đi cái phần xác. Cái tiếp nữa thì mình sẽ tiến hành là pha chế. Thì chúng ta sẽ có là 100ml hoa đậu biếc như thế này. Cái tiếp nữa mình sẽ cho là 30ml nước đường vào trong trà hoa đậu biếc. Rồi chúng ta khuấy đều nó lên. Các bạn sẽ thấy nó sẽ ra được cái màu tím rất là đẹp. Khi mà đã khuấy đều xong rồi thì mình sẽ cho đá vào.
Các bạn lưu ý là chúng ta nên cho đá ít thôi, ở bên dưới cắt cái thành ly á. Ví dụ như cái ly này như thế này thì chúng ta sẽ chia ra làm tư, và chúng ta sẽ cho là 3/4 của thành phần đá ở trong một cái ly. Kế tiếp nữa mình sẽ cho cái hỗn hợp là mì phơm lên trên. Các bạn sẽ thấy cái hỗn hợp mì phơm của chúng ta nó không có bị đặc quá và không được lỏng quá. Sau khi mà đã cho được cái hỗn hợp mì phơm lên trên thì lúc này các bạn có thể trang trí thêm một vài cái hoa đậu biếc tươi để tăng thêm cái giá trị cho ly nước hoặc là màu sắc cho ly nước đẹp hơn ha. Ở đây tên này đã từng chuẩn bị sẵn những cái hoa đậu biếc tươi như thế này. Các bạn thấy đấy, đây là một ly macchiato hoa đậu biếc, cũng tương đối khá là dễ làm. Thì tên này hy vọng rằng là đây là một món thức uống phù hợp với những ngày cuối tuần của gia đình các bạn. Thì chúc các bạn thành công.